Chào mọi người nha. Thì trong video này em có một con máy Sinowa 350 hàng hệ nha mọi người. VIP. Lam Sinowa, lam chuột Sinowa zin cùng mấy cái máy luôn. Mặt tiền rất là đẹp nha. Vệ sinh ra. Màu cam rất tuyệt vời luôn mọi người. Ốp lam rất đẹp. Xích thì còn khá là ngon nha mọi người. Mã số đi 3020 1010. Chứ buồn nên thui. Tỷ lệ pha xăng nhớt này 251, 25 lít xăng 1 lít nhớt. Wow, cái lọc gió đẹp. Quá đẹp mọi người. Mấy con này chắc về đồ xăng nổi. Hàng này em đều bao hơi nha mọi người. Hàng này em đều bao hơi cho mọi người hết nha. Mọi người muốn chỉnh nhớt mà ra lam ấy, ở trên trong này nó có con ốc này. Đó. Có chỗ này có chỉ hiệu oi này, chỗ xéo xuống này có con ốc dạng này ha, tăng giảm cái lượng nhớt đi ra lam á, khá là tiện. Bóc lắm. Cái dòng này thì nói chung dòng này không cần phải nói nhiều đúng không ạ? Bao hơi đủ đồ nha. Máy đẹp, rất là đẹp. Con này để cho mọi người 3.4 triệu nha. 3.4 triệu. Thì nói chung bây giờ phí ship với tất cả các tỉnh, dù có gần xa gì phí ship nó đều trên 50.000 hết mọi người. Thì nếu mọi người thêm 50.000 em bao ship cho nha. 1.4 triệu là không bao ship, mà thêm 50.000 thì em sẽ bao ship cho nha. Tại vì phí ship của nó bây giờ toàn trên 50.000. Ít nhất là phải 6 mấy nghìn, 70.000, 6 mấy nghìn, 58, 60 nghìn. Trời ơi. Rất là đẹp. Đế rất là đẹp. Bao hơi đủ đồ. Về dọn rất là dễ nha mọi người. Cái dòng này mọi người mua lẻ thì mọi người biết giá nó đấy. 4 triệu còn. Có thể 4 triệu hơn tí. Mua thì chuyển khoản, số tài khoản dưới phần mô tả giúp cho em nha. Dưới phần mô tả nó có số tài khoản, số thông tin của em á. Mua chuyển khoản nhắn địa chỉ cho em, không ship code nha. Mua thì chuyển hết tiền hàng.